Minh Phi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin Sáng ngày hôm nay, trước khi khép lại thì xin mời quý vị dành ít phút, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần cập nhật về diễn biến thị trường chứng khoán cũng như là những chia sẻ nhận định về những cái tình hình sắp tới của thị trường chứng khoán đến từ anh Ngô Phụng Hiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán ACBS. Xin chào anh Hiệp. Xin chào chị. Thưa anh, thị trường chứng khoán tiếp tục có diễn biến giằng co và cuối phiên ngày hôm qua thì lực bán đã gia tốc trở lại rồi, và anh nhận định những cái diễn biến này như thế nào, và anh nhận thấy rằng cái sự thận trọng của nhà đầu tư trước đó liệu có hợp lý hay không? Dạ vâng, tôi nghĩ là hiện tại thì thị trường vẫn đang diễn biến giằng co và tích lũy. Bởi vì là ở cái vùng giá hiện tại thì chỉ số VN-Index đang được hỗ trợ rất là mạnh ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là mạnh ở vùng quanh 970 điểm. Thế tuy nhiên thì hiện tại cũng đang có vẻ như là thiếu vắng những cái thông tin tích cực. Vì vậy thì cái diễn biến của thị trường trong thời gian ngắn vừa qua và có thể nhiều khả năng là sẽ kéo dài thêm một vài ngày nữa là giằng co và tích lũy quanh mốc khoảng 980-990 điểm. Dạ vâng. Vậy thì tiếp nối với những chia sẻ ban đầu mà anh Hiệp chia sẻ với cuộc trò chuyện sáng nay, thì liệu là trong những phiên tới khi mà thị trường vẫn đang thiếu những cái thông tin hỗ trợ thì lực bán sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào thưa anh? Thông thường thì khi thị trường theo cái diễn biến bình thường là nếu mà không tăng được đó thì thường là các nhà đầu tư, một số các nhà đầu tư sẽ có cái tâm lý là sẽ bán lấy tiền ra và chờ giảm mua lại. Thế tuy nhiên trong cái điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại cũng như là diễn biến của các thị trường ở trên thế giới đó, cộng thêm với lại là việc VN-Index đang nằm ở trên cái ngưỡng, các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt á, thì tôi tin rằng là cái việc mà các nhà đầu tư bán nếu có thì cũng sẽ nhiều khả năng sẽ không tạo nên những cái đợt giảm mạnh của VN-Index, bởi vì là nếu mà phân tích một cách tổng thể thì cái tiềm năng tăng giá của VN-Index ở vùng giá hiện tại vẫn cao hơn là cái khả năng giảm giá. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái nội dung chi tiết hơn. Hiện tại là xu thế tăng của giá dầu thế giới thì đang giúp cho cái nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến rất là tích cực trong những cái phiên gần đây. Tuy nhiên thì hiện tại thì thị trường vẫn đang rất là giằng co, và quan điểm của anh thì anh có đồng tình với cái việc rằng là nắm giữ cổ phiếu dầu khí lúc này chưa chắc là an toàn? Cổ phiếu dầu khí thì là có cái biến động, nhìn chung trong những năm qua thì có cái biến động tương đối là mạnh hơn là thị trường, tức nghĩa và có cái xu hướng là dẫn dắt thị trường. Thì khi mà thị trường tăng thì nhóm cổ phiếu này thường là tăng mạnh hơn, và khi giảm thì cũng thường là giảm mạnh hơn. Thế tuy nhiên hiện phân tích tình hình hiện tại đó thì ở trên thế giới chỉ số chứng khoán của Mỹ cũng đã có những cái sự bứt phá rất là tốt trong khoảng thời gian 1-2 tháng vừa qua, cộng thêm với lại là các thị trường khác như thị trường Trung Quốc và cái triển vọng kinh tế của thế giới đó, thì với cái những cái thông tin vĩ mô vừa mới công bố ở trên thế giới, ví dụ như là ở Mỹ hoặc là ở Trung Quốc đó, thì thấy có vẻ là cái viễn cảnh, cái triển vọng của kinh tế thế giới đang trở nên là tốt hơn nếu mà so với lại cách đây khoảng một tháng chẳng hạn. Thì với những cái diễn biến đó thì nhiều khả năng là giá dầu sẽ có cái khả năng là tăng hoặc là giữ ở mức này, chứ cái khả năng giảm thì nó sẽ không nhiều. Và với các cái cổ phiếu dầu khí hiện tại đó thì như cổ phiếu gas hoặc là BVD chẳng hạn thì cái vùng đánh giá cũng còn khá là hợp lý, cho nên tôi tin rằng là cái tiềm năng giảm giá của các cái cổ phiếu này trong thời gian sắp tới tôi nghĩ là cũng không cao, cho nên là việc nắm giữ ở vùng giá này thì tôi tin rằng là cũng không phải quá rủi ro. Vâng, thưa anh, và thêm một thông tin nữa trước khi khép lại cuộc trò chuyện sáng nay, đó là với việc cổ phiếu Blue Chip đang là trụ cột của các chỉ số hiện nay thì tỷ trọng cổ phiếu trong cái danh mục này của các nhà đầu tư thì liệu có nên tập trung vào các cổ phiếu Blue Chip không thưa anh? Tôi nghĩ các cổ phiếu Blue Chip thì là vừa là mang tính dẫn dắt, thì nếu các nhà đầu tư tin rằng là thị trường sắp tới là tiềm năng tăng giá nhiều hơn giảm giá thì việc nắm giữ các cái cổ phiếu blue chip cũng là một cái lựa chọn hợp lý. Ngoài ra thì các cái cổ phiếu blue chip, đặc biệt là các cổ phiếu của các công ty doanh nghiệp đầu ngành mà lâu đời
thì là ngoài cái tính, cái tiềm năng tăng trưởng tốt thì còn có cái đặc tính là cái rủi ro đầu tư là tương đối thấp, cho nên tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư nên phân bổ nhiều ở các cái cổ phiếu blue chip vừa kể trong giai đoạn thị trường hiện tại. Rất là cảm ơn anh Hiệp đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện sáng nay. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Trên Sáng cũng xin được khép lại. Minh Vy xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.